Xin chào tất cả anh em nhé. Dạo gần đây mình nhận được rất là nhiều phản hồi của anh em là với cái tầm tiền từ khoảng 1 cho đến 2 triệu thì chúng ta sử dụng cái súng bu lông 1 phần 2 nào thì nó sẽ tốt. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video này để hướng dẫn cho anh em. Với cái tầm tiền từ 1 cho đến 2 triệu thì chúng ta có thể chọn được những cái sản phẩm súng bu lông 1 phần 2 nào mà nó vừa tầm tiền mà lại chất lượng nhá. Thì đầu tiên, cái súng màu cam đây anh em có nhìn thấy không? Sản phẩm này là Lion King, của nó là 1 phần 2, áp lực của nó là 2 búa. Thì sản phẩm này nó rơi vào khoảng tầm 1 triệu 3 là bao ship về tận nhà, kèm theo đầu khẩu. Sản phẩm này khá là thích hợp với tất cả những anh em nào mà chúng ta bắn những cái dòng xe số này, những cái dòng xe ga không phải quá là cao. Thì nó có thể bắn được đến từ bu lông 8 cho đến bu lông 32, ô tô con thì đến khoảng tầm 1,2 tấn là cũng bán được rồi. Sản phẩm này dao động ở ngoài thị trường là rơi vào tầm 1 triệu 3 bao ship tận nhà nhá. Sản phẩm này công nghệ mới 2017 của Đài Loan sản xuất. Cá nhân tôi đánh giá thì sản phẩm này bắn rất là ok, hình thức cũng rất là đẹp, mới, rất là nhiều anh em đã sử dụng rồi. Sản phẩm thứ hai thì là phiên bản thấp hơn là Lion King, đầu năm 2017 nhà sản xuất cũng vừa mới tung hành ra thị trường. Sản phẩm này cũng bao gồm là súng cộng với cả đầu khẩu màu bạc đây anh em nhìn thấy không? Cũng giống như phiên bản của màu cam thôi. Nhưng mà sản phẩm này thì có hai phương án, là phương án thứ nhất là 1 triệu 3 bao ship tận nhà thì là kèm theo đầu khẩu. Còn nếu mà anh em nào đã có sẵn đầu khẩu rồi thì có thể thương lượng với cả đại lý là chỉ cần lấy súng thôi. Thì sản phẩm này nó sẽ giảm xuống còn khoảng tầm 1 triệu 2 cho đến 1 triệu 150 nghìn là bao ship về tận nhà. Rất là hợp lý cho những anh em nào vừa mới mở tiệm nhé. Thì chúng ta có thể tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ khi mà sử dụng cái súng bu lông. Bởi vì là cái sản phẩm súng này chúng ta sử dụng hàng ngày để sửa chữa, phục vụ cho công việc sửa chữa của mình. Chính vì vậy là súng nó cũng phải khá là chất lượng. Tiếp đến là sản phẩm 2018, súng bu lông Lion King. Sản phẩm này thì nhà sản xuất người ta đã cải tiến rất là nhiều về cái áp lực quay, công nghệ mới người ta đều áp dụng cho sản phẩm này. Chính là cái bộ khẩu vàng mà chúng ta đang nhìn thấy trước mặt đây. Sản phẩm này đi kèm 8 cái đầu khẩu, một cái cút bắn dài. Sản phẩm này thì dao động ở ngoài thị trường rơi vào tầm 1 triệu 6. Nếu như không kèm đầu khẩu thì nó cũng chỉ rơi vào tầm 1 triệu 3 thôi. 1 triệu 3 cho đến 1 triệu 4 thôi. Tùy thuộc vào cái thời điểm bán hàng của thị trường. Và tương lai thì sản phẩm này cũng sẽ còn hạ giá nữa. Nhưng mà cá nhân tôi khuyên là sản phẩm này thì anh em chúng ta cân nhắc kỹ trước khi mua. Bởi vì sản phẩm này ấy, có một cái đặc điểm rất là hay là lực bắn của nó mạnh hơn hai cái dòng sản phẩm này, bởi vì nó là tự áp dụng công nghệ 2018 của nhà sản xuất. Tiếp đến là nhà sản xuất người ta đã ghi là Lion King Made in Japan. Thì thực ra thì sản phẩm này cũng chia sẻ thật với anh em là của Đài Loan liên doanh với cả Nhật Bản theo công nghệ. Thành ra là lực bắn của nó với cả là nhà cải tiến người ta làm cái cò súng rất là hay nha anh em nhé. Cái cò súng này ấy, cá nhân tôi đánh giá là nó chắc chắn hơn hai cái cò súng của cái dòng đời cũ 2017 này. Đây là một phiên bản cải tiến rất là tốt. Chúng ta nên mua nếu nếu mà cái dòng tầm tiền 1 triệu rưỡi đổ lại thì chúng ta nên mua cái dòng sản phẩm này. Rất là hay và rất là tốt. Bền, bảo hành 1 năm trên toàn quốc. Còn tiếp đến, anh em có thể sử dụng cái súng của Nhật Bản, thương hiệu Kusaki KG-16P Made in Japan. Sản phẩm này thì bên mình bán cũng khá là nhiều rồi, ít nhất cũng phải 3 đến 500 khẩu rồi và chưa bảo hành bất kỳ một sản phẩm nào. Đấy là một điều rất là tuyệt vời của súng của Nhật Bản. Sản phẩm này khá là nhẹ, nó chỉ rơi vào tầm hơn 2 cân thôi, bắn 5 số của Nhật Bản. Thì giá dao động ở ngoài thị trường là 1 triệu 8 cho đến 2 triệu tùy thuộc vào thời điểm và bao ship về tận nhà. Sản phẩm này ưu điểm là rất là nhẹ. Cái thứ hai được bắn rất là tốt, cầm rất là vừa tay. Công nghệ của Nhật Bản thì chúng ta không có cái gì phải suy nghĩ rồi. Và tiếp đến là còn một loại sản phẩm nữa nhưng mà mình không tiện nói ở đây. Đây chính là sản phẩm súng bắn bu lông Nhật bãi. Thì sản phẩm súng bắn bu lông Nhật bãi thì nó có một cái ưu điểm là nếu mà anh em nào mà chọn được những cái dòng KC rất là ngon ấy thì bắn 10 năm không hỏng. Nhưng mà nếu mà anh em chúng ta mà run rủi mà chọn những cái khẩu súng mà nó đã qua sửa chữa hoặc là nó đã hết đát rồi ấy thì chúng ta chỉ bắn được khoảng tầm 1 đến 2 tháng thôi là lập tức là vòng quay nó sẽ bị nhão ra và sẽ không sử dụng được nữa.
Vậy thì cái để đảm bảo an toàn thì tôi nghĩ là chúng ta nên bỏ ra số tiền khoảng tầm 1 triệu 8 đến 2 triệu để mà đầu tư một cái khẩu súng mới, thì khi mà bắn thì nó sẽ tốt hơn. Sản phẩm này bán được từ bu lông 8 cho đến bu lông 32. Đấy, anh em chúng ta có thể nào cân nhắc. Tôi nhắc lại nhé. Sản phẩm đầu tiên là của Đài Loan 2017. Có hai phiên bản kèm đầu khẩu và không đầu khẩu. Giá rơi vào tầm 1 triệu 150 nghìn cho đến 1 triệu 3 nhé. Sản phẩm thứ hai là sản phẩm phiên bản của Đài Loan năm 2018, rơi vào tầm 1 triệu 6 kèm đầu khẩu. Còn không có đầu khẩu rơi vào tầm 1 triệu 4 nhé. Còn sản phẩm thứ ba là sản phẩm Kusaki của Nhật Bản. Giá rơi vào tầm 1 triệu 8 đến 2 triệu tùy từng thời điểm. Sản phẩm này bắn 5 số từ bu lông 8 cho đến bu lông 32. Tất cả các sản phẩm này máy móc Minh Chí đang phân phối nhé. Anh em nào có nhu cầu liên hệ với cả tôi 0915 498 666 nhé. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em ở những cái video sau.